Đội tuyển Cổ Vũ Cờ Phất Trắng sẽ thi đấu diễn ra vào buổi chiều nay. Trọng tài biên ở hai vị trí, hai bên sân, chúng ta làm công tác cắt biên và yêu cầu tất cả các vị khán giả chúng ta ngồi giãn ra để biết để đảm bảo cho các cầu thủ thi đấu. Đội tuyển sẽ đánh tiếp. Chỉ ở một cú điện thoại thôi, nghỉ 4 ngày luôn. Đấy, bắt đầu đây thì... Đấy. Đây là một trận thi đấu. 4-2-0. Khu 4 không bóng. Bóng không hiểu ý, điểm cho khu 4, 3-0. Khi ban tổ chức chúng tôi đã thông báo, câu lạc bộ bóng chiều hơi của khu 7 là trong những câu lạc bộ thành lập muộn nhất. Nhưng trên tinh thần thể thao, các chị tiếp tục được tham gia nghệ thuật cho nữ. Bóng ngoài sân, điểm cho khu 7, 1-4. Bóng ngoài sân, bóng trong sân rồi. Điểm cho khu 1-4, 6-1. Vào buổi sáng mai tại hai sân thi đấu môn bóng chuyền hơi nữ vẫn tiếp tục diễn ra các trận thi đấu trong khuôn khổ vòng bảng của đại sư. Kính mời các quý vị khán giả chúng ta đến để cổ vũ thi đấu cho các đội. Điểm số cho khu 4, 7-1. Được điểm cho khu 7, 2-8. Bóng không thể ý. Điểm cho khu 4, 9-2. Điểm cho khu vực bắc lượt trận thi đấu vòng bảng của môn bóng chuyền hơi nữ. Vậy ban tổ chức xin kính mời các vị khán giả, quý vị khán giả chúng ta đến để cổ vũ cho các đội thi đấu. Bóng trong sân, điểm cho khu 4, 11-2. Tỷ số đang được ghi cho khu rất khen đội bóng chuyền hơi tinh thần thi đấu của đội bóng chuyền hơi thứ bảy.
Điểm cho khu 7, 32. Mười ba, ba. Bóng ngoài sân rồi, điểm cho khu bắt được người thắng, điểm cho khu 4, 15, 3. Điểm cho khu 4, 16, 3. Bóng không qua, điểm cho khu 4, 17, 3. Tôi tưởng nào có muốn sang. Mười tám bàn cho đội tuyển bóng chuyền nam nữ của khu 7. Như tôi chúng tôi đã giới thiệu, đội tuyển bóng chuyền nam nữ của khu 7 là đội được thành lập muộn nhất. Về cơ sở vật chất, sân tập thì cũng rất là hạn chế, cho nên trên tinh thần không thể thao cho đội bóng chuyền nam của khu 7 tham gia với đại hội thể dục thể thao lần này là hết sức nỗ lực. Điểm số bây giờ đã là 23 như về khu 4. Với bóng hỏng, điểm cho khu 4 21, 3. Bắt tay nhau này này. Cười, quay vòng. Bắt tay nhau, quay vòng, tâm lý nó khỏi mặt. Cười. Quay bỏ nó ngoài đấy. Hai ba ba. Hai bốn ba, chỉ còn một điểm số nữa thôi là kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất của lượt trận thứ ba buổi chiều nay. Trận đấu kết thúc với tỷ số 25-3 nghiêng về khu 4. Đội bóng này điểm cho khu 4 1-0. Vâng. Phải nhìn vào cái ba thể lực làm khó. Sao mà nhanh cái thể lực khó và không khó lắm nó phải nhanh à. Bỏ bóng tốt, điểm cho khu 4 2-0. Mình tay cứng là hất cái quả bóng rất nhẹ nhàng đấy. Đội này đánh nét hơn đội trẻ. Tốt.
Bóng lên. Ngoài sân. Bóng ngoài sân rồi, điểm cho khu 7, 1, 2. Cứ bình tĩnh. Bộ đội quân thể đường trong khu vực 3-1. Hai người ở dưới chú ý đấy. Thằng đấy. Thẳng được cái cao nhưng mà không hay chịu dướn bóng. Thẳng không được, không đánh được. Đánh rất là nhanh nhẹn nhưng mà sao mà đánh bóng không được. Bóng ngoài sân. Thắng lên dưới lên em. Điểm cho phương hướng 5-1. Người ta đánh trước rồi hẳn hơn 5 rồi. Một pha bóng rất hiện lên. Đội 7 tập chưa được thắng trời. 2-5. Alo. Biết được quả nào cũng có ý. Không cứ bóng không được đâu, điểm cho khu 7, 4-5. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Ôi trời ơi, ra ngoài sân rồi, rất tiếc, điểm cho khu 4, 6-4. Cứ bình tĩnh. Kệ, cứ phải va chạm với trận như thế này thì về các bạn mới tự bảo nhau được, dễ. Đó, nhảy lên hai tay với lên trong ở giữa sân đi, dáng này rất đẹp thật. Các bóng tốt, điểm cho khu 4, 8-4. Thủy đấy. Con. Được rồi. Điểm cho khu 4. Pha bóng rất là ngoạn mục. Bước trên cuộc thi đấu của ba người cầu trên không để ý gì cả. Nghĩ là ăn rồi đi nhìn người. Thủy đấy cũng có pha bóng rất là ngoạn mục. Về quay lại pha để cho các bạn xem. Phút 13. Ngoài sân rất tốt. Điểm cho khu 7, 5-9. Như chúng tôi đã thông báo, mặc dù đội bóng trẻ hơi nữ của khu 7 mới thành lập, nhưng các chị vẫn có những pha bóng rất là ngoạn mục. Quả bóng tốt. Điểm mà thắng bạn không thể đỡ được quả đấy. 10-5. Hai bên khép vào. Đề nghị cầu thủ thay người vào ban trọng tài để đăng ký. Hay à? Chúng tôi xin thông báo tất cả những vị trí thay trên sân đều phải qua ban thư ký trọng tài. Chú chú ý vào. Đây là cầu thủ số 3 và đăng ký số áo ban trọng tài. Cầu dưới chú ý rồi đấy. Chúng tôi nhắc một lần này nữa thôi, lần sau chúng tôi sẽ xử. Đúng chứ còn gì nữa.
Rất tốt. Vừa hất sang, chưa đánh quen thì được, vừa hất sang. Đội bóng tốt, đội nói chung là chưa biết chuyển đến nhau thì thế này thôi. Là hất sang là bay lại còn được. Quả bà thắng đánh chậm không lý, điểm cho chú bốn 12-5. Đội nào thì cũng thế thôi, lúc mới đánh thì cũng chỉ như thế này thôi, làm sao được hơn. Thế là cổ động viên là cũng phải cổ vũ, là cũng rất phải có ý thức. 6-12. Đánh 400 rồi, điểm cho khu 4, 13-6. Tốt. Ôi giời, ai cũng ham rồi. Đánh rồi, điểm cho khu 4, 14-6. Ôi giời, chú ý vào, cũng bình tĩnh. Điểm cho khu 4, 15-6. Sinh thành người đều phải xuất phát bên trên vạch hai mét phía bàn của thư ký trọng tài và được sự đồng ý của trọng tài chính. Ở bên kia, ở bên tay trái, ở bên tay trái của cậu nhớ hai cái, một cái bên này tin nhắn. Nhảy ai nhảy máy. Bóng trong sân, điểm cho khu 4, 17-6. Lùi ra ai? Bước đường hỏng, điểm cho khu 4. Điểm cho khu 4, 19-6. Bóng ngoài 20. Như sang đấy. 21-7 trước khu 4. Bước vào thẳng 22-7. Chú ý đây, chú ý đây. Cháu rồi, ngoài sân rồi. Điểm cho khu 4, 23 đấy. Đằng nào là cũng giải nhì rồi. Quánh thoải mái đây. Đúng, quánh thoải mái đây. Đằng nào cũng nhì rồi. Chú ý vào. Đánh không được 2-4 này. Chỉ còn một điểm nữa thôi là kết thúc trận đấu. Quánh thoải mái vào. Đằng nào cũng nhì rồi. Trận ngày hôm nay phát bóng hẳn về. Điểm cho thứ 7, 8-2-4. Được rồi, cứ phát thế không được. Chúng tôi thông báo tiếp theo trận đấu giữa khu 4 và khu 7 là trận đấu kết thúc buổi chiều thi đấu hôm nay giữa trận đấu bóng đội bóng chuyền hơi nữ khu 5 gặp đội bóng chuyền hơi nữ khu 6. Vậy ban tổ chức xin kính mời quý vị khán giả chúng ta về sân thi đấu để cổ vũ tinh thần thi đấu của hai đội. Quả ngoài sân. 2-5-8, trận đấu đã kết thúc. Với 2-5-8, Trung Quốc khu 4 thắng khu 7 với tỷ số 2-0. Xin mời đội trưởng Hoàng Hoàng về bàn thư ký trọng tài để ký biên bản.